Yes, I've been studying for 4 hours. Oh, 46? Yeah. And I'm not finished yet. Study with the team? Team class? No, and my business project. Oh, today? Yeah. Look at our... But oh, my, the reflection of my hair is brown. You stay good. No, I'm not good. Look at my face. It's so dry. Dry and... Look tired. My eyes are tired. This day, where are we going with this? That's the clothes for performance. Right? Yeah. The clothes for performance. Mm-hmm. And some materials. For the panels. Tụi mình đang đi trên đường đi đến trường cả nhà để tập luyện biểu diễn thời trang. Mình sẽ là đóng vai người mẫu Philippines. Ngày mai mình sẽ mặc đồ truyền thống của Philippines để biểu diễn. Không biết sao nữa cả nhà, không có tự tin gì hết đó. Hello, đây là bức tranh của bạn mình vẽ để biểu diễn ngày mai á mọi người. Đẹp lắm á. Đây là nhân vật trong tranh là người bạn của mình. Đây là lá cờ Úc nè cả nhà. Đây là bạn mình vẽ, tự vẽ luôn, nó chỉ vẽ trong and vòng. It's still wet actually, like, okay. So then touch this, it's still wet. Đây là tác giả của bức tranh trong vòng 5 giờ. 5 tiếng đồng hồ để vẽ bức tranh này. Đây là bức tranh mà. I painted this using soil. Sử dụng the natural earth pigments. I just get the soil outside our house, put some water, and starting painting it. Lấy and một this ít is đất. The output for trộn this one. Trộn với nước rồi vẽ cái này. This is inspired by a thriving plant outside my window. Because when I paint, I usually face out the window for the natural sunlight. Yeah. And I just saw this kind of plant. And how I just about the color? Does you put the yellow one or this just the color from the soil? Color from the soil. There's nothing else. Oh, so nice. This is the painter from Philippines. Yeah. So we repair this for the event tomorrow, right? How about this one? This mini. Is another what output of mine, masterpiece of mine. Yep. I use soil as well in painting this. Yeah. It is entitled Kakahuyan or Into the Woods in English. Okay. And this is inspired by Flinders University Forest. For ours, man. Yeah. So you. This is my first painting in 2022. Yeah. When I'm so stressed and with academics. The best. And, you know, with everything. Yeah. That I felt last year. Yeah. So this is the sunset, the view from Flinders University, Bedford Park. Okay. Yeah. But I thought like you give someone. I already gave this to a friend of mine from Vietnam. Okay. So say hi with Vietnamese people in Vietnam. Xin chào. Xin chào. Okay. This is a student in Flinders. How about you? Can I do interview with you? What kind of interview do you want? Can you say... I haven't done anything here. Can you here? Say hello in Vietnam with the Vietnamese audience, my fan? Hello. Hello. In Vietnamese. Xin chào. Yep. Xin chào. Where are you from? I'm from America. US. Originally from California. Oh, really? Nice to meet you guys. Tụi mình hôm nay đến sớm quá cả nhà, cho nên phải đợi chủ tịch của câu lạc bộ rồi những thành viên đến để tham gia. Bữa nay mình sẽ tập làm người mẫu của cái event của Philippines đó mọi người. Mình sẽ mặc cái đồ truyền thống của Philippines để biểu diễn ngày mai. Đây là cái nhà thiết kế của mình nè. Tên là Keith Sensoro. Sensoro. Anh ấy sẽ giúp mình mặc cái bộ đồ truyền thống Philippines để biểu diễn á. Oh. Nice to see you again, my friends.
Oh, that's your painting or? No, I thought you come home. I did for a bit. Hi, my friend. How are you? Are you done? Do you have any class? You have class? I have class tomorrow. I have a class tomorrow. Oh, yeah. You still have a class? Oh my God, I'm done. You are done? Yeah. Yeah. No, no. Next year I will take the thesis. Next year. Oh, thesis. Yep. Congratulations. Yeah, no worries. Thesis. You will. You will graduate in 2025. No, I have one more. Yeah. Oh, yeah, one more next year. Okay. Thank you. Bye. 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 See ya. Rảnh gì vậy? Em sáng giờ chưa ăn đâu nè. Không biết gì. Bài món gì thấy ngon vậy trời? Yeah. Món gì ngon vậy? Bơ với bánh mì á. Sandwich với bơ, với bơ đậu phộng với da mấy cái gì. Trời ăn heo thì chứ gì? Đâu này đang là ăn sáng. Ăn sáng nữa. Mà em không có từng ăn với bơ, em ăn với kiểu như bơ đậu phộng hả? Ừ. Em ăn với cái mứt á, mứt dâu. Mứt nè, mứt Việt Quốc nè. Mứt Việt Quốc cái đẩy bơ vô hả? Ăn phộng vô. Ngon mà. Ừ. Rồi bữa nay có lớp học hay gì? Tôi đi làm bài. Làm bài hả? Làm bài em muốn vừa cái làm bài xong nữa nè, và bữa nay vô đây tập event. Mai em làm người mẫu á, nhớ coi nha. Yeah. Em ai? Khu này là cho sinh viên á, khu này của trường mình á là cho sinh viên để ngồi chơi uống cà phê ở đây nè nha cả nhà, với nhà hàng nó nằm trong đó luôn. Đây là nhà hàng ở đây. Hôm bữa mình có quay cái nhà hàng rồi đó. Nhà hàng nằm ở đây cho các sinh viên dễ tiếp cận. Ở trên lầu trên là quán bar, ở trên lầu là quán bar ở trong trường. Trường nổ mình quay cái quán bar cho cả nhà xem. Ok, đây là sân trường của mình. Mọi người biết sân trường của mình rồi đúng không? Hôm bữa mình có quay á. Ngoài lạnh quá, đi vô trong mới được. Bữa nay không có sinh viên học, có vắng quá mọi người ơi. Quá trời vắng luôn. Khi gặp bạn Trung Quốc của mình á, bạn này làm chung với mình ở chỗ làm hiện tại cả nhà, rồi gặp bạn vô trường, bạn không có làm nữa. Oh, so nice. What are you doing here? Like your products? A Halloween. Oh, Halloween. Yeah, in Halloween. 26, right? It's 26. No, it's a 30th. 30? 30th of October. But here in Flinders, they organize 26 in Chapel. Oh, yes. Yeah. I think so. I saw the Flinders email. Yes. They saw a tool for the event. But that you make the like this for the event, your event? So just for our cafe. Just to promote it. Oh. All the so nice. Yeah, just you make by yourself yeah. alone. No one separate. Someone help me. Someone help me. Yeah, it's good. It's good. But that spider. Keep cook pan. Oh, so like reactive. This one free for everyone when they take the coffee or? So if they buy one of these cups, they'll save 20 cents on their coffee. Oh, okay. Yeah, so nice. I liked it. But their restaurant, they don't do Halloween like you, your coffee. No. Only you. So you need. Yes. I like it. Bây giờ thì cái mọi người đã đến đông đủ cả nhà, các thành viên rồi cũng đang làm để chuẩn bị cho ngày mai á. Chút nữa sẽ làm cái khung rồi chân làm cái khu triển lãm, rồi các cái bạn làm người mẫu sẽ thay đồ như thế này nè. Người nào mặc đồ khác nhau, rồi mặc đồ truyền thống thôi, thì các bạn này là bạn Ấn Độ nè, bạn nữ này nè, rồi mình là người Việt Nam duy nhất là tham gia này. Có hai bạn Ấn Độ tham gia vô cái event của người Philippines, rồi bạn Trung Quốc nữa làm người mẫu nam để đi cặp với mình luôn á các bạn. Rồi bây giờ tụi mình chuẩn bị qua để tập vợt để đi ngày mai á mọi người. Mình thì nhìn các bạn tập để biết đường để đi thôi. Mình thì không có chuyên nghiệp gì hết trơn á, không biết đi sao nữa, cứ
follow theo người ta. Không biết ngày mai có làm được không hay là cho người khác làm giùm nữa, mình không có tự tin các bạn ơi. Làm gì chứ làm người mẫu mình không có tự tin chút nào hết chứ. Cái bạn mà mặc áo khoác dài á, các mọi người là chủ tịch của câu lạc bộ của sinh viên Philippines á cả nhà. Thì bạn nó đang hướng dẫn tụi mình để mà cách đi sao á cả nhà. Thì một bạn nữ sẽ câu tay một bạn nam người mẫu, rồi hai người sẽ cùng đi ra rồi đứng eo qua eo lại kiểu như trong cái fashion show á. Hồi nãy mình nói với bạn chủ tịch của câu lạc bộ á, mình nói trong nhóm của bạn á, nhiều cô gái bạn sinh viên Việt Nam á, là nữ á, đẹp đẹp không, cao cao không, mà không mời làm người mẫu, bạn mời mình không biết có làm được không. Cái bạn đó nói là bạn thích mình mặc đồ truyền thống Philippines để xem như thế nào, bạn muốn thấy là mình đẹp như thế nào khi mà mình mặc cái bộ đồ truyền thống Philippines lên vậy đó cả nhà. Thì mình nói là thật sự ra đó giờ mình chưa từng làm người mẫu biểu diễn mà cắt post bao giờ hết trơn, đó là nó nằm trong cái tầm suy nghĩ của mình luôn cả nhà. Giờ tự nhiên cái giờ trở thành người mẫu làm giống như là mình không có tự tin để đi trước mặt nhiều người á. Nhưng mà mình đã lỡ hứa với bạn chủ tịch này rồi thì mình phải làm, và cả nhà không thể thể nào kiếm người thay thế trong lúc này, là không còn ai thay thế hết trơn. Do lại mình cũng đã thử đồ hết rồi, cái gì nó cũng vô đó hết rồi, đồ thì vừa dặn với mình luôn. Thì ngày mai bạn đó kêu mình là đến sớm 9 giờ có mặt tại trường để trang điểm, make up rồi mặc đồ lên, rồi mình giúp cho trang điểm cho các bạn người mẫu khác nữa. Tại vì mình biết trang điểm cả nhà, mình hồi đó mình tự học trang điểm ở trên mạng á, rồi mình cũng biết trang điểm nữa, cho nên là ngày mai mình sẽ đem đồ make up vô, mình trang điểm cho các bạn nữ người mẫu khác để biểu diễn ngày mai. Còn làm tóc thì sẽ làm tóc theo kiểu của Philippines, nữ Philippines khi mặc đồ truyền thống thì họ sẽ thường búi tóc ngoài sau, rồi họ sẽ để hai cọng râu lăng quăng ngoài trước cái mái cả nhà. Bạn chủ tịch kêu mọi người, những người mẫu sẽ làm một cái clip là nhảy múa để mà quảng cáo cho cái event ngày mai. Nhưng mà mình đã từ chối tại vì mình không thể nhảy được cả nhà. Nhảy là mình không thể giúp được các bạn rồi, tại vì làm sao mình nhảy được, mình là người khuyết tật mà mình khó nhảy lắm. Cho nên là mình nói là nên chọn người khác để nhảy đi. Mình có thể làm cố gắng để trở thành người mẫu, nhưng mà dancer là phải tìm các bạn khác tự tin để nhảy. Xong rồi bạn chủ tịch cũng đồng ý. Bạn Philippines của mình, bạn thân của mình nó đang làm cái giá treo những cái bức tranh lên cả nhà để triển lãm. Còn cái bạn mặc cái áo vest đen là bạn mới được bầu làm chủ tịch của hội sinh viên quốc tế của tại trường Flinders cả nhà. Hôm bữa mình cũng có đi bầu cử cho bạn đó nữa, mình chưa có đăng clip đó lên nữa cả nhà. Thì bạn ấy đang đại diện cho cái câu lạc bộ để đặt, để order cái thức ăn pizza cho cả nhóm. Tại vì cả nhóm chịu giờ tập trung mà lo làm không à, không ai chưa ai ăn uống được cái gì hết trơn cả nhà. Cho nên hả, là bây giờ hả, không có năng lượng để mà làm luôn, ai cũng đói hết trơn. Bây giờ mình phải canh cái điện thoại để chừng nào mà cái người giao hàng pizza mà tới trường liền á, là sẽ ra đón nhận liền luôn. Đây là cái bức tranh mà các bạn Faye đó vẽ nè cả nhà. Còn bức tranh dưới là bạn của mình vẽ. Thức ăn tới rồi cả nhà ơi, mừng quá, đói bụng quá trời đói bụng rồi. Rất là nhiều loại pizza luôn. Pizza này là chay nè cả nhà, cái này là nấm với rau củ thôi. Còn mấy pizza bên đây là pizza, đó là pizza cho các bạn mà ăn mặn như mình đó các bạn. Bạn mình đã hoàn thành bên kia, giờ bạn mình sẽ qua đây để giúp mà thổi bong bóng cả nhà. Lặng trang trí làm cái cổng bong bóng rồi cổng hoa để cho ngày mai biểu diễn, rồi cho các bạn sinh viên trong trường có thể mà có chỗ để chụp hình đó cả nhà, giống hệt như khung cái khung mà ta làm đám cưới cả nhà, cổng cưới gì đó. Cái bạn nữ Ấn Độ mặc áo đen nè, nãy mình giới thiệu đó các bạn, các bạn ấy sẽ làm người mẫu chung với mình ngày mai á các bạn. Bạn ấy rất là vui tính, mình đã kết bạn và xin số điện thoại của nhau để mà giữ liên lạc với nhau á mọi người. Some sugar. Sugar daddy.
nữ ngồi đang thổi bong bóng với bạn nữ áo đen. Hai bạn này là học chung với nhau cùng lớp luôn cả nhà. Họ học là ngành public health đó, như bữa hổm mình nói là ngành y tế công cộng á cả nhà. Ngành đó chiều nữa sẽ được định cư á cả nhà. Cho nên là các sinh viên là các nước nào cũng vậy, khi họ đến Úc thì họ mấy người nữ, mấy bạn nữ hay cái chọn là ngành public health lắm. Thì hồi nãy mình có tâm sự với bạn Ấn Độ á, bạn mà học ngành public health á, bạn đó nói là sau khi bạn ấy tốt nghiệp thì bạn ấy sẽ xin cái nộp đơn xin PR là cái định cư ở bên đây á cả nhà, để ở bên đây luôn, bạn ấy sẽ không trở về Ấn Độ. Thì mình cũng có quen biết một số em gái Việt Nam của mình đó, mới qua cả nhà. Thì em gái đó được các đại lý tư vấn du học á, tư vấn cho ngành public health. Nhưng mà em gái đó qua đây đã đăng ký học trong trường mình luôn, mà em gái đó vẫn chưa biết là cái ngành đó là được ưu tiên định cư luôn cả nhà. Rồi em hỏi là em nói với mình á, là em muốn chuyển qua ngành khác, tại vì sợ cái ngành này là không có được định cư. Xong rồi mình mới hỏi ra mới biết là em đó đang học cái ngành mà trong danh sách ưu tiên định cư. Ai ngờ đâu là em đó nghe mình nói xong là nghỉ đổi ngành luôn, bây giờ là tiếp tục học với cái ngành public health. Và hàng ngày thì em đó vẫn đi làm ở bên nail của người Việt của mình, mà ở bên đây nè cả nhà, làm nail mỗi ngày luôn. Bây giờ là lương cũng được 20+ đồng một giờ luôn cả nhà. Rồi em đó không cần phải xin tiền của gia đình nữa, mà em đó tự chi trả học phí và lo các cái khoản mà chi phí mà em đó du học bên đây luôn cả nhà. Các sinh viên ở đâu cũng vậy hết, thường là mình tự túc đi học á, là gia đình á, chuẩn bị trước là tiền cho đóng một học kỳ đầu thôi, còn những học kỳ sau là các sinh viên đó là tự kiếm việc làm và tự chi trả hết tất cả cho tới khi ra trường luôn cả nhà. Thậm chí là họ còn dư giả nữa, tại vì các bạn tìm được việc làm bên đây, nếu các bạn tìm việc làm mà lương thấp quá thì các bạn phải làm nhiều job thì mới có đủ cái tài chính để chi trả cho các chi phí. Nhưng nếu các bạn tìm được cái việc mà lương cao thì các bạn chỉ cần làm một job thôi, các bạn cũng đủ có thu nhập để mà chi trả cho tất cả các khoản. Giờ cũng tối rồi cả nhà, chắc mình phải vệ sinh về trước để còn nghỉ ngơi, để ngày mai thức sớm còn qua làm người mẫu cho cái event nữa. Giờ tụi mình phụ làm bong bóng cũng sắp xong rồi, là tụi mình cũng đi về. Cảm ơn, xin chào các bạn và hẹn gặp lại nhé.